Bây giờ nó ra xảy ra những cái lỗi không có mong muốn, mong tất cả anh em giải cứu và ủng hộ cho nhà vườn mình ha. Giải cứu những luôn. Cái mắc ghép này, bởi vì thành ra mình thanh lý bán rẻ, cây này giá chỉ 100k, mình bao ship luôn ạ. Mình chào bà con và các bạn lại đến với nhà vườn của chị Phượng nha. Hôm nay mình giao lưu hoa giấy phôi nha bà con. Mời bà con và các bạn cùng giao lưu ạ. Rồi, mến chào Liên và chào tất cả anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua ha. Cũng đã ủng hộ nhiệt tình cho mình rất nhiều thôi. Hôm nay cũng tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình nữa ha. Hôm nay mình về cũng có là một cốt, cũng có văn lùng. Rồi đế nôm thì cũng có ha. Đa dạng luôn có, ha. Đa dạng, có nhiều dòng. Các anh em cứ lựa chọn rồi thấy hợp nhãn thì ủng hộ cho nhà vườn mình. Rồi, cây đầu lai là cây mã số 1. Cây này cao tầm 1,5 m. Cây này giá 300k, mình bao ship nha. Cây này là hoành cổ của nó là 24. Tổng cao của nó là 1,5 m, 300k. Ở đầu trên này là chỉ cành còn khá nhiều ha. Mình báo ở đây là mình báo giá đã bao ship hết rồi nha anh em. Và cũng có cây, những cây nào mà mắc lỗi mắc phạm thì mình báo lên để cho anh em biết ha. Cái những cây đó thì mình bán giảm giá. Như cây mã số 2 này. Cây mã số 2 này 200k. Cây mã số 2 200k. Chân dài. Nói chung là cây này liền cốt nha, liền cốt, cây này là hoành 15. Cái cốt của nó là 15 thẳng lên luôn, nó có tay cạnh ha. Cây này là giá 200k, mình bao ship ha. Rồi tiếp tục lên mã số 3. Cái mã số 3 này là dáng bay nha. Cái mã số 3 này là giá 300k, mình bao ship luôn ạ. Cây lục lực. Cây này là hoành của nó là 26 nha. Cao của nó là 60. Giá 300k. Rồi tiếp tục mình lên cây lùng lực ha, nhưng mà tay cạnh nó rất là đều luôn. Cây mã số 4 350k. Đế đóng rất là đặc ha. Đặc từ luôn. Nè, nó có 5 tay tàn rất là đều luôn ha. Vì anh em chơi bonsai là hết sảy luôn. Cây này giá 350k. Mạng riết mà tay gỉ máu luôn. Hoành của nó là 33, hoành cổ của nó là 33. Tổng cao của nó là 57. Số đế cao của nó là 46. Cây này 350k. Rồi tiếp tục mình lên một cái phôi mã số 5. Mã số 5 cũng 350k. Đế đặc luôn nha anh em. Trên tay cành còn khá nhiều. Tay cành rất là đều luôn. Đóng nhiều tàn luôn, này về ghép cái là đầy luôn. Cái này là hoành cổ 31. Tổng cao của nó là 63. Số đế của nó là 47. 350k. Tiếp tục mình lên mã số 6. Mã số 6 này 300k. Cái mã số 6 này hoành của nó là 32. Tổng cao của nó là 65. Số đế của nó là 44. Cái này giá 300k. Mình lên mã số 7. Mã số 7 này chỉ có 250k. Cái mã số 7 250k. Hoành của nó là 30. Tổng cao của nó là 70. 250k. Rồi tiếp tục lên mã số 8, cây một cốt dáng bay ha. Cây này giá chỉ có 100k. 100k dáng bay. Cây này dáng bay ha, nó có tay cành mình ghép 2-3 tầng đều được. Cây này hoành 14. 3 của nó là 1,03 m nha. Giá chỉ 100k. Rồi tiếp tục lên mã số 9, 100k. Cây này hoành cổ của nó là 19. Tổng cao của nó là 65. Giá chỉ 100k.
Dạ, có những cây có mắc cắt là lý do tại nhà vườn của mình á, là bị người ta cắt nha, chứ bởi vì nó ra xảy ra những cái lỗi không có mong tất cả anh em giải cứu và ủng hộ cho nhà vườn mình ha. Giải cứu những luôn. Cái mắc ghép này bởi vì thành ra mình thanh lý bán rẻ, cây này giá chỉ 100k mình bao ship luôn ạ. Cái hoành cổ của nó cũng khá là to ha, nhưng nhiều cái mắc cắt nó không có được đẹp mắt, thành ra bởi vì mình bán giá thanh lý giá rẻ ha. Cây này hoành cổ 30. Mong anh em giải cứu cho nhà vườn à, ủng hộ tiếp tục cho nhà vườn à. Cao của nó là 68, giá 100k. Cái này là lý do tại bị người ta cắt, chứ mình trồng mình không có cắt như vậy ha. Bởi vì nó kéo ra những cái hệ lụy là mình bán không có giá, là cũng không có tiền, chỉ mong lấy được cái giống thôi nha anh em. Ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Tiếp theo 11. Cây mã số 11, 90k. Một dạ. Cốt. Rồi, hoành của nó là 17. Tổng cao của nó là 1m04. Cây này giá chỉ có 90k thôi. Mấy cây có mắc cắt là em bán xả thanh lý nha anh em. Cái mã 12 này giá cũng có 90 ha. Là cũng một cốt giá 90k. Mong anh em ủng hộ cho nhà vườn ạ. Rồi hoành của nó là 18. Tổng cao của nó là 1m. Rồi tiếp tục lên mã 13. Mã 13 này tổng cao của nó chắc 1m5 quá. Cây này giá chỉ có 100k, nó cũng có mắc cắt nha anh em. Một cốt lắc dài. Hoành của nó là 22, tính như 21. Cao của nó là 1m4 đi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục, cây có mắc cắt nha. Cái bộ đế cho nó xè ra như bạch tuộc cho anh em ơi. Có anh em nào về có thể là sửa làm sao đó, nhờ tay nghệ nhân có mấy anh ha, sửa tạo dáng cho cây nó đẹp ra ha. Bởi vì cây này giá chỉ có 120k thôi. Mong anh em giải cứu ủng hộ nhà vườn em ạ. Lý do là người ta cắt nha, chứ mình chồng mình cắt cái kiểu này mình đau lòng lắm, không ai cắt cái kiểu này hết. Hoành của nó là 22. Tổng cao của nó là 95. Cây này 120k. Rồi tiếp tục lên mã 15. Mã 15 90k. Ai cặp xe. Hoành của nó là 18. Tổng cao của nó là 63. Giá 90k cho mã 15. Tiếp tục lên mã 16. Đế rất là tròn xinh ha. Cây này giá 100k mình bao ship. Là mã 16. Hoành cổ của nó là 19. Tổng cao của nó là 59. Cây này giá 100k. Tiếp tục lên cây mã 17, nó cũng có mắc cắt nhiều ha, nhưng mà hoành đế thì nó cũng khá to. Cây này là 100k mình bao ship luôn ạ. Tại lý do cây cao, hình ra phí nó hơi cao nha anh em. Mong anh em thương tình mà giải cứu cho nhà vườn mình á. Những cái lỗi này không mong muốn. Mong anh em ủng hộ giúp ạ. Cây này là hoành của nó là 22. Tổng cao của nó là 1m05. Giá chỉ có 100k cho mã 17. Rồi lên cái mã 18. Dài. Lên cái mã 18 này 100k. Tay cành tròn đều ạ. Những cái cây nào mà bị phạm thì em báo phạm ha, những cây nào không báo phạm thì em bán theo cái giá của nó ha, cái giá của nó. Cái này là hoành của nó là 16 nha. Giá 100k. Cao của nó là 59. Tiếp tục lên mã 19, cũng 100k ha. Đế nơm nó rất là tròn luôn ạ. Tay tàn rất tròn luôn, vậy anh em ghép rất đều ha. Cái này cũng 100k. Rồi cái hoành của nó là 18, tính như 17 đó. Tính như 17 đi. Rồi của nó là 68, tổng cao của nó là 68, giá 100k. Rồi tiếp tục lên mã 20. Mã 20 này cũng đế chọn luôn ha. Là giá 100k.
Hoành của nó là 17. Cây này sổ đế dài. Cao của nó là 63. Giá 100k. Để quăng quăng bài bài. Cây mã 21 giá 100k. Cái bộ đế nó tròn cũng rất là dễ thương anh em đế nôm. Đế bệnh nôm anh em có thấy hợp nhãn thì ủng hộ cho nhà vườn mình nha. Cây này là hoành của nó 17, 16 đi. Tổng cao của nó là 55, giá 100k. Rồi, cây mã 22. Mã 22 cũng giá 100k. Tổng cao của nó là 73. Hoành của nó là 21. Giá 100k. Rồi tiếp tục lên mã 23, một cốt cây này chỉ 90k thôi. Cái này là hoành cổ của nó 18. Tổng cao của nó là 94. Cây này giá chỉ 90k. Tiếp tục lên mã 24, cây này giá chỉ có 80k thôi, lý do nó cũng có mặt cắt nha anh em. Cái hoành cổ nó thì cũng hơi to. Sổ đế dài. Cổ cái này thì nó 23. Giá chỉ 80k thôi, lý do nó bị phạm lỗi ạ. Cao của nó là 56, mong anh em thương tình mà giải cứu giúp nhà vườn em nha. Em chỉ còn là cũng còn ít nữa thôi. Rồi tiếp tục lên mã 25 là lên mã cặp ạ. Mã 25 một cốt này giá chỉ 140. Hai cây na ná giống nhau ha. Ờ hai cây một cốt giá 140. Và nó cũng cỡ tầm 15 nha anh em. Rồi, tiếp tục cây mã một cốt này nó 150 một cặp nha. Mã 26. Lý do nó cũng bị phạm lỗi nha anh em, có mặt cắt, bởi vì mình bán thanh lý luôn, mong anh em thương tình giải cứu ạ. 150. Tiếp tục lên mã 27. Mã 27 này giá chỉ có 130k. 130k cho một cặp. 130k một cặp. Giá rẻ bẹp xèo luôn. Mong anh em bàn tay của mấy anh khéo léo về chỉnh sửa cho cái cây nó hoàn thiện hơn ạ. Tiếp theo mã 28. Mã 28. Okay, ra. Mã 28 cặp này cũng giá chỉ có 130 thôi. Lục lực con trai. Quay được quay nhẹ nhẹ vòng luôn chị. Cây duyên dáng lắm mà con. Nói chung là bộ đế nó rất là đặc ha, nhưng mà tại vì nó có mắt cắt. Rồi tiếp tục lên mã 29. Mã 29 này chỉ có 130. Một cốt ha. 130 một cặp. Mong anh em thương tình ủng hộ ạ. Rồi tiếp tục lên mã 30. Cái này là hoành đế nó cũng hơi khá to ha. Cái này 140. Cặp này 140 mấy anh ơi. 140 hai cây. Lý do nó cũng có mắt cắt ha. Đế sổ đẹp khá thật to. Rồi cặp này thì nó cao hơn, đế nó cũng to. Cặp này chỉ 160 thôi anh em ơi. Mã số 31. Ừ. Cây này dài ha. Ừ. Mong anh em thấy hợp thì ủng hộ giúp nhà vườn em với ạ. Thủ đế to đùng luôn. Rồi. Rồi. Đây. Một cốt dài lắc. Tiếp mã 32. Tiếp tục lên mã 32 150. 150 cũng cao một cốt luôn em ơi. Ủng hộ giúp nhà vườn em với giải cứu cho em hết lô này ạ. Lô này em cũng còn tầm trăm mấy 200 cây nữa hết rồi. Tiếp tục lên mã 33. 33. Mã 33 160. Đây này cũng đẹp, đây đẹp đây. 160 hai cây. Rồi. 160 một cặp luôn. Chân dài một cốt miên man. Rồi tiếp tục em cũng lên một cốt nữa, cặp này chỉ 130 thôi anh em ơi. Này anh em vừa tập chơi tập ghép luôn, giá cả rất là mềm, ủng hộ em gái với ạ. Rồi tiếp tục lên combo. Ủa em lên một cặp này xong là tới combo nha anh em. Mã 35 là 140. Ai thích đế to gì nè, chạy tiêu gì, giải chạy giải cấu gì thì cặp này chạy tiêu. Giá chỉ 140 thôi, thấy gì chứ nó nặng đùng nè. Rồi tiếp tục mình lên combo 3 cây. Nãy mã 35 rồi phải không?
Dạ đúng rồi, 36. Rồi mã 36 ba cây này 200 anh em ơi. Cái này cũng một cốt luôn, dán lắc đế lắc lượng luôn ha. Là ba cây 200 em bao ship nè. 200k. Rồi. Cũng quái lắc. Rồi cái này 5 cây đi, em không có dỡ lên được. 5 cây này nó là một lô 5 cây gì là mã 36 nè. Ở mã 37. Cái này 5 cây là 250 em bao ship luôn nè. Rải cái phần 5 cây đó ra đi, rải vào chỗ trống á. Chưa. Nè 5 cây như vậy là giá chỉ có 250k thôi. Nó là em bao ship luôn. Rồi. Combo mã số 37. Cái này 37 rồi tới mã 38 nè. Mã 38 em cũng 5 cây. 5 cây này em cũng 250 em bao ship luôn nè. Nói chung hoành nó cũng to ha. Rồi. Rồi tới mã 39 là cũng 5 cây. 5 cây. Mã 39 này em cũng bao ship luôn là 250. Rồi còn cái này là giá 250 em không bao ship nha. Cái này là nó mười mấy phôi lận 15 phôi 250k. Là ai lấy cái mớ này là em không bao ship. Và còn những cái cây này là em báo giá là mấy anh thương tình giải cứu giúp em thôi. Là những cây này là em không bao ship. Em bán em chỉ lấy cây giống lại thôi. Là cây này giá 50k là em không bao ship. Tại vì lý do nó phạm lỗi nhiều. Đó chỉ 50k giá này là em không bao ship nha. À, em chỉ bán lấy mã số mấy quên mất tiêu luôn rồi. Cái mã 40 là cái mã 15 cây. Cây 40. Rồi. Rồi còn cái mã này là mã 41 nè. Đây. 41 một cây này là 50k em không bao ship. Mong anh em có thấy về mình sửa đồ tỉa tót đồ lại thì anh em giúp em ạ. Em báo những cái cây cuối cùng này là em không bao ship luôn nha. Này là cây mã 42. 42 em cũng bán giá chỉ có 50k thôi. Cây này em không bao ship nha. Em có 4 mã là em không bao ship cuối cùng. 43. Rồi 43 này là giá 50k em không có bao ship. Cây đế rất là to ha, quạnh nó cũng to. Còn cây cuối cùng này lý do nó có bị chạy một chồm một ấy, nhưng cây này là 40k thôi là em không bao ship nha. Đó em có 4 cây 4 mã cuối cùng đó là em giá em không có bao ship. Anh em nào có hốt hết đó thì em cũng không có bao ship luôn nha. Hốt hết nguyên combo đó là 190. Đúng rồi 190 mà mấy anh tự chịu ship chứ. Cái này là không bao ship. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn Liêm và cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình, cũng đã nhiệt tình, cảm ơn. Rồi. Tất cả anh em mến chào tất cả anh em ạ. Dạ, cảm ơn chị Phượng nha và cảm ơn bà con đã ủng hộ nhà vườn Phượng rất là nhiệt tình trong thời gian qua. Hy vọng bà con sẽ tiếp tục ủng hộ nữa nha. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.